hay đấy anh ạ. Cái này hay đấy, sạch cây. Chú thích về về chú. Cả con Huyền kia của anh đâu? Quên nào? Cái này 12 triệu. Cái cây to vật vã chỉ được 15 triệu. Cái này 12 triệu. 12 còn cây kia là 15 triệu. 15. Ừ. Sạch cây. Được. Dễ. Rất là cây sáng nó đẹp. Được. Đây được. Cái này với chậu tàu đặt vào đây. Vâng. Giờ anh đi bán có chậu cho được cái rồi. Chậu này cho nó nhẹ tiền. À. Người nó chơi lên. Đỡ sót. Mình có chậu mình lên form với nó là được rồi. Ai thì muốn thay thì về thay. Thì cộng thêm cái chậu tàu nó lại lên giá. Yeah. Tàu nó khoảng đôi triệu. Và cái chậu bát tiên. Bát tiên qua hải. Đây đang sông Long Trùng Nguyệt. Cái đẹp đấy, cái này đi chơi được ạ. Cái này đi chơi được. Sạch cây. Sạch. Cao tầm 7-80 gì đấy. Để ra mặt sau quay vậy. Có tuổi, già. Đấy, cây của Hình Kiện. Tí nữa bác lại quay lại mà. Tí nữa bác lại quay lại. Đang đông người chắc không có tiện. Đây mới chơi. Dạ. Đấy bác về để chơi. Để anh bán đã. Đấy. Cứ để anh bán đi đã. Đấy, tay chi sạch sẽ. Đây không bóc ra, bóc ra nhìn vụn dọc. Nó được lá nó cũng đang mướt để được. Đang lo đến khi mà nó rét quá, rét khô. 15, cái kia là 12, à đâu, đúng nhỉ? Con này là 12. À con này 12, con kia 15. Mềm mại yêu thương. Giá mềm mại yêu thương. Nhưng mà có nhà to to tí để tốt quá. Có cái thềm để là cũng được rồi. So sánh người với cây là biết nó kích thước nó như nào. Đây còn ở ngoài đó là ông khủng long này. Khủng long này. Bông tán là chia đầy đủ rồi. Có chia thêm thì chia thôi. Đấy, chân chiếc này. Chân chiếc cũng được, chân chiếc là đầy đủ. Đó. Khủng đấy, cái này đặt vào nhà kho bề thế nhìn sướng. Không chia cho đầy đủ rồi, muốn chia thêm thì sau chia thêm, cái này là chơi là ổn rồi. Nói chung là đôi xanh này của anh lại ra đi sớm thôi. Ra đi sớm thôi mà. Cứ yên chí. Đấy. Chơi đi. Chứ mấy cây nhỏ nhỏ nó đã tiệt chục rồi không ạ. Cây này chơi tốt quá. Xanh này là xanh quê hả anh? Vâng ạ. Nhưng mà lá đẹp. Vâng, lá nhựa. Lá như nhựa, thế. Lá nhựa. Đâu là đất mướt. Đấy. Đâu có dễ gì kiếm ở giữa thủ đô với cây như này đâu.
đọc đi. 0967 113 đấy, alo Zalo các thứ đầy đủ hết. Này, nói chung là từ cái cây này trở lại đâu hai cây. À cái cây truyền thống kìa. Ờ truyền thống là của anh. À vừa nãy quay tưởng là của ấy. Cây này nó 3,5 triệu à. Đấy. Hàng nào cũng có, tiền nào cũng có. Chân bệ con này đấy. Con này nó cao độ chắc 1m6 nhỉ. Không, đến 1m4 thôi. 1m4. 1m4. Cái này của anh nhỉ anh ơi. Cái này là bao nhiêu anh? Cái này 12 triệu ạ. Nhìn cái màu lá đã thấy mướt rồi. Đây, hàng bim bim này. Bim bim của Dũng Cùng. Dũng này, bim bim. Alo. Alo mô tô. Đấy, bây giờ đứng ở mặt trước nó đàng hoàng thì mặt quay. Cái to thì quay hơi khó quá. Đấy, mà quay gần thì chỉ được nhìn được một chỗ, mà quay xa thì mà không thấy được chi tiết. Tôi cứ quay từng phần một và đi xa view một phát. Cây ba thân giá mới nhập thôi, giá cho lưu bao nhiêu ạ? Cái ba thân xanh đan điền. Ba thân xanh đan điền. To hay là nhỏ? Cái to to mới mang về 2 cân cây 4. À, cái mang về cũng thời gian rồi. Thấy đi lên ba. Còn đang để vâng. Còn đang để làm thêm. Cái này mới ra đi. Cẳng. Chắc cũng phải mấy chục. Bác ở trong Sài Gòn bác trả 45 triệu cả Đồng Nai chuyển vào lít đi. Đấy. Này thì nó béo. Rồi. Thì mình nếu mà bác không quá cầu kỳ thì chơi mà để sân cái này thì nhìn là thích rồi. Rồi có mấy ai hiểu cây sâu đâu. Để cây sân cái này là hoành tráng rồi. Mà chơi khó tính quá thì lại khó. Có cây chơi như này là ổn rồi. Vừa hỏi ông Tiệm cái phiên 29 bây giờ có cái cây xanh nhôm đá đẹp không? Thấy đưa lên mạng mình cũng để bán nhanh lắm. Vào đăng lên cho bây giờ nhiều người biết mà báo giá 25 triệu từ Zalo cái là con ra hỏi. Vâng. Có cái này thì ổn định form nó già nó luôn. Nói chung là nếu mà chơi không quá chơi sâu thì lấy được. Là quan trọng là giá mình thấy yêu thương ở mức bao nhiêu. Cái đẹp thì vô cùng lắm, chẳng biết bao nhiêu cái vừa. Đấy. Biết đây. Đã mang tải tiền ra rồi. Rồi. Để thế bây giờ rơi mất thì làm nào? Cảm ơn. Đây là cây của Kiện, cứ tưởng là cây của anh. 20 của anh. 20. Con này tương lai. Tương lai chơi. Con này tương lai lên hát. Tương lai lên. Cần xong, gần như xong thứ phần răng. Chỉ có phần trên thì ok rồi. Phần dưới nó theo kịp cái thân là được. Lập. Ok, để sang chỗ đằng phía sau cái xem có gì không.